Chào các bạn, tôi là Bùi Thế Tâm. Trong video này tôi sẽ trình bày cái thuật toán sắp xếp đổi chỗ trực tiếp. Đây là cái thuật toán mà dễ nhất trong tất cả các cái thuật toán sắp xếp. Cái thuật toán này thì là thuật toán mà được rất nhiều người dùng vì cái tư tưởng của nó là rất là đơn giản, dễ hiểu. Thế bây giờ tôi phát biểu bài toán như thế này. Bài toán là sắp xếp mảng số A0, A1, A là trừ 1 gồm N là phần tử theo chiều tăng dần. Đấy, thuật toán này nhỉ? Là bắt đầu từ đầu dãy, ta cho Y bằng 0 và xét phần tử A0 trước và tổng quát là phần tử AY. Ví dụ như cho một cái dãy như thế này. Có 6 phần tử n bằng 6 đánh số từ 0, 1 chứa trong một cái mảng của Y. Thì cái phần tử các phần tử là 19, 17, 11, 20, 12, 15. 15. Thế thì đầu tiên ta cho Y bằng 0, tức là ta xét cái phần tử A0 trước. A0 trước. Thì với y bằng y cộng 1 đến y bằng n trừ 1, tức là từ phần tử a y cộng 1 đến cuối dãy, nếu a y mà lớn hơn a y thì ta đổi chỗ hai phần tử này cho nhau. Nếu a y mà lớn hơn a y tức là cái phần tử ta đang xét đấy, cái phần tử màu đỏ này mà lớn hơn cái phần tử a y thì ta đổi chỗ hai phần tử cho nhau, kết quả ta được a y xếp đúng vị trí. Đấy, nó là phần tử nhỏ nhất trong các phần tử từ ai ai cộng 1 đến ai đời trừ 1. Đấy, thế từ A0 đến ai thì đã sắp xếp đúng vị trí. Thế sau đó ta tăng y lên 1. Nếu y nhỏ hơn bằng n trừ 2, tức là đến cái phần tử gần cuối, trước phần tử cuối, thì ta lên bước 2. Đấy, để xét phần tử tiếp theo. Trái lại thì chúng ta kết thúc. Thế ví dụ như này. Bây giờ ta thực hiện từng bước nhé. Y bằng 0, xét phần tử AI là 19, A0 là 19. Thế với Z, Z từ 1 cho đến 5, Z chạy từ 1 đến 5. Đấy, cứ xét cái AI với từng cái một. Z bằng 1 này. Thì nếu mà cứ AI lớn hơn AZ thì ta trao đổi. Ở đây là xét phần tử này 17. 17 là cái AI 19 lớn hơn 17 thì ta cháo đổi hai này nhau 17, 19. Thế sau nó xét tiếp với phần tử 11. Phần tử 11 này là phần tử mà nó nhỏ hơn phần tử 17 này, cho nên cháo đổi 11 với 17. Cháo đổi A0 với A2 thì thành là 11 đây và 17 đây. Thế phần tử này, phần tử 20 thì nó lớn hơn A0, không cháo, A0 bằng 11. Phần tử 12 cũng lớn hơn, không cháo đổi. 15 không lớn hơn, không cháo đổi. Như vậy, sau bước y bằng 0 thì ta được cái số 11 này, cái A0 này là sắp xếp đúng chỗ rồi. Những cái màu xanh này là sắp xếp đúng chỗ, không cần phải xem đến nữa. Thế như vậy, mảng của ta bây giờ là 11, 19, 17, 20, 12 và 15. Đấy, 12 và 15. Đấy, thế bây giờ tiếp theo này, ta đến y bằng y cộng 1. Y bằng y cộng 1 ở đây là đến y bằng 1. Đấy, y bằng 1. Trước bằng 0, bây giờ bằng 1. Thế y bằng 1 thì bây giờ ta xét là z lại chạy từ cái y cộng 1, tức là từ bằng 2, 3 cho đến cuối. Đấy, thế cái nếu y mà lớn hơn là z thì ta cháo. Thế bây giờ xét xét cái phần màu vàng này. Đấy. Thì giữa 17 với 19 thì cái 17 này nhỏ hơn 19. À, 17 nhỏ hơn 19. Thì tức là ta kiểm tra cái bất đẳng thức này. AZ có nhỏ hơn AY hay không? Nếu AZ nhỏ hơn 17 với 19 thì ta cháo đổi 17 với 19 với nhau. Thì bây giờ cái A1 nó thành 17. À, cái này thành 19. Đến 20 lớn hơn 17 này. 12 nhỏ hơn 17 thì ta cháo đổi giữa cái 12 và cái 17 thì thành 12 và 17 ra đây. 15
lớn hơn 12 thì không. Đó. Thế như vậy là qua cái bước y bằng 1 này ta được là 11, 12 sắp xếp đúng rồi. Đấy, thế dãy bây giờ của chúng ta là 19, 20, 17 xuống đây, 15 xuống đây. Đấy, thế tiếp theo rồi. Tiếp theo y bằng 2. Y bằng 2 thì ta xét là các cái di từ 3 cho đến 5, cái vùng màu vàng này. Thì ở đây là 20 lớn hơn 19, không cần trao đổi. Đến 17 này, bé hơn 19 này phải trao đổi. Đấy, trao đổi là 17 xuống đây, 19 xuống đây. Thế 15 lại nhỏ hơn 17 thì ta phải trao đổi. 15 xuống đây, 17 chuyển lên 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 A5. Đấy, như vậy chúng ta trao đổi giữa cái A5 với lại cái A2 thành 15, 17. Như vậy là sau cái bước y bằng 2 thì là A0, A1, A2 là đã sắp xếp được màu xanh rồi. Đấy. Thế bây giờ tiếp theo y bằng 3. Y bằng 3 thì là di chạy từ 4 cho đến 5. Đấy. Thế ở đây là 19 nhỏ hơn 20 thì cháo đổi 19 với 20. Đấy. Thế sau tiếp theo là đến di bằng 5 thì là 17. 17 nhỏ hơn 19 thì tao cháo đổi cái 19 với 17 thì thành 17 đây, 19 đây. Như vậy cái mảng của chúng ta sắp xếp là đến đây là được đây. Màu xanh đã sắp xếp được đến 17 chuẩn rồi. Thế bắt đầu mình xét đến y bằng 4. Y bằng 4 thì di nó thì chỉ có mỗi 5 thôi. 5. À, thế thì 19 này nhỏ hơn 20 cháo đổi lần cuối này thì ta được cái dãy này là dãy. Đấy, đến đây là kết thúc 11, 12, 15, 17, 19, 20 thì cái dãy ấy là xong. Thế đánh giá của cái này, đánh giá cái thuật toán này như thế này: số lượng của các phép so sánh không phụ thuộc vào dãy số ban đầu và bằng n nhân với n trừ 1 chia 2, và số lượng các phép hoãn vị thực hiện trong trường hợp xấu nhất là n nhân với n trừ 1 chia 2, trong trường hợp tốt nhất thì là bằng 0. Đấy. Thì đây có đánh giá cái số phép so sánh và cái số lần mà chúng ta phải trao đổi. Nếu mà trong trường hợp tốt nhất là nó sắp xếp rồi thì là cái số lần trao đổi hoãn vị thì là bằng 0. Thế bây giờ văn bản chương trình thì như thế này. Chúng ta khai một cái hàm là sắp xếp trao đổi trực tiếp interchange sort, một cái mảng một chiều A. Thế có cái số phần tử của mảng là n. Ở đây khai là truyền theo tham chiếu để cho nó sử dụng vùng nhớ của cái n của cái chương trình gọi, và cái const array để chỉ rằng ở trong cái chương trình thì cái n này chúng ta không thay đổi gì cả. Đấy, không thay đổi gì cả. Thì ở đây chúng ta diễn giải cái câu trên, cái thuật toán trên lời thành ngôn ngữ chương trình, tức là từ y bằng 0 cho đến y bằng n trừ 2, y bằng y nhỏ hơn hay bằng n trừ 2 ta viết là y nhỏ hơn n trừ 1 thì nó gọn y cộng cộng. Thế sau for z bằng y cộng 1 cho đến n trừ 1 thì ta viết là z nhỏ hơn n z cộng cộng. Nếu AI lớn hơn AZ thì ta cháo đổi AI cho AZ cho nhau. Đấy. T bằng AI và AI bằng AZ, AZ bằng T. Đấy, như vậy là chương trình của chúng ta là rất là ngắn gọn. Thế bây giờ tôi với em trình bày sang cái chạy của nó như thế nào. Ở đây là một cái project là sắp xếp đổi chỗ trực tiếp. Thế thì cái hàm đây tôi vừa giải thích. Đấy, cái hàm sắp xếp theo phương pháp đổi chỗ trực tiếp ngắn gọn này, các bạn có thể có cái này đi bất kỳ cái chương trình nào nó đều chạy cả. Thế bây giờ cái hàm main thì bây giờ tôi khai một cái mảng khai là cái mảng chúng ta có 135 phần tử. Thế ở đây chúng ta gán
không nhập từ bàn phím. Bây giờ đây nhiều như thế này, nhập nhập thì không chính xác và lâu. Ví dụ đây tôi khai cái mảng là có nhiều, có 1.000 phân tử nhưng tôi chỉ dùng 135 phân tử này này. Đấy, 135 phân tử rồi. Thì ở đây có tất cả, mỗi một dòng chúng ta đây là 10 phân tử. Thế ở vòng cuối là có, ở đây có 13 dòng. Thì ở đây dưới có 5 dòng, chúng ta gọi cái hàm thôi. Hàm sắp xếp đổi chỗ trực tiếp. Thế xong cuối cùng ta in ra, in cái mảng đã sắp xếp ra. Thì bây giờ tôi dịch và chạy. Đấy, thì bây giờ chạy cái hàm này, cái chương trình này thì nó ra ngay kết quả chúng ta được sắp xếp. Đấy, là trừ 11, trừ 2, trừ 1. Đây cái đám số nhỏ nhất đây, trừ 11, trừ 2, trừ 1 có. Đấy, cao nhất là 200. Đấy, cao nhất 200, đây cái số 100, cái số 200 này, 200 này. Đấy, thế còn 199, 198 là cái chỗ này. Đấy, như vậy là 198, 99, 200. Thì số này như vậy nó sắp xếp là hoàn toàn đúng. Đấy, chúng ta được 135 số theo chiều tăng dần. Thế bây giờ tôi dừng lại cái chương trình này. Trong thời gian cái này là mỗi màn hình 3 giây để các bạn có thể lưu được cái chương trình này. 1, 2, 3. 1, 2, 3 giây. Thế bây giờ cái phần lý thuyết. Phần lý thuyết tôi dừng là mỗi cái màn hình là chúng ta 3 giây để các bạn có thể lưu được cái phần lý thuyết này. 1, 2, 3 giây. Cái ví dụ này, 1, 2, 3 giây. Thế cái phần đánh giá và phần văn bản này, 1, 2, 3 giây. Thế cái bài tôi trình bày đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào các bạn.